Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tết Mắt Việt Nam và mình là Lê Duyên. Mình đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là smartphone rẻ nhất 2018 của Samsung có gì đặc biệt. Các bạn cũng biết thì Samsung đã có một năm thành công khi họ trụ vững được ngôi vương về di động của mình, cũng như cạnh tranh hiệu quả, dễ dàng thổi bay nhiều đối thủ cứng đầu khác. Nếu như ở phân khúc cao cấp, điện thoại Samsung Galaxy S hay là Note đang độc bá thị trường cùng với những iPhone 10, thì ở phân khúc tầm trung như là Galaxy J7 hay A-series đang làm rất tốt công việc quét dọn những cái tên như là Oppo hay là Vivo để giữ vững ngôi đầu của Samsung. Và trong năm 2018 tới, với xu hướng đem những tính năng của điện thoại cao cấp xuống điện thoại cấp thấp hơn đang nổi lên trở lại hiện nay, thì Samsung đang dự định sẽ tiếp tục đè bẹp các đối thủ khác ở phân khúc điện thoại thông minh giá rẻ, nơi mà những chiếc smartphone của Xiaomi đang chiếm ưu thế. Mà không gì khác, dòng Galaxy J7 tiếp tục là dòng máy chiến lược được công ty chọn mặt gửi vàng để chiến đấu trong phân khúc này, với mẫu J2 Pro đang được lộ diện gần đây, và đây có thể là chiếc smartphone rẻ nhất của Samsung trong năm tới. Về cơ bản thì thiết kế của chiếc Galaxy J2 Pro sẽ mang khá nhiều điểm mới, đặc biệt là về khả năng chế tác. Những hình ảnh dự đồ họa được hé lộ gần đây cho thấy thì chiếc J2 Pro sẽ mang nhiều điểm mạnh về thiết kế mà Samsung đã làm được cho những mẫu điện thoại cao cấp hơn. Cụ thể, nó sẽ mang đến cảm giác nhìn như là một chiếc Galaxy J7 Pro thu nhỏ, với các góc máy được vát cong mạnh, cùng mặt lưng được làm mềm ở 4 góc giúp cho cảm giác cầm nắm khá chắc tay. Không có quá nhiều điểm lớn cứng như là so với những cái phiên bản Galaxy J rẻ tiền nhiệm. Ở khung máy lắp nắp lưng vẫn được làm bằng nhựa để cắt giảm chi phí. Nhưng thực chất thì với một chiếc điện thoại giá rẻ thì điều này cũng không quá quan trọng. Mặt trước thì máy vẫn có nút home truyền thống nhưng không kèm cảm biến vân tay. Dĩ nhiên là khi so sánh với những đối thủ tầm giá rẻ như là mẫu Nokia 3 thì chắc chắn là Galaxy J2 Pro sẽ thua thiệt về mặt chất lượng chế tác. Nhưng bù lại thì việc cảm giác giống như một mẫu Galaxy J cao cấp hơn cũng có thể được coi là một điểm bù hợp lý. Về sức mạnh phần cứng thì chiếc Galaxy J2 Pro 2018 vẫn chỉ là một mẫu máy thấp cấp nhất trong nhà Samsung. Hiển nhiên nó sẽ không thể có được một phần cứng mạnh, mà thay vào đó chỉ đủ dùng cho nhu cầu nhẹ nhàng hàng ngày như là RAM 2GB, màn hình 5 inch HD, tấm nền AMOLED, bộ nhớ trong 16GB, vi xử lý Snapdragon 430, camera 98MP cùng camera phụ là 5MP, pin là 2600mAh, kết nối 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi chuẩn N, hỗ trợ 2 SIM, khe cắm thẻ nhớ micro SD, hệ điều hành Android 7 Nougat. Có thể thấy, nhìn chung thì chiếc Galaxy J2 Pro là một thiết bị rất phổ thông và có thể đối tượng của chiếc điện thoại này chủ yếu nhắm đến những người dùng mới di chuyển từ điện thoại cơ bản sang smartphone. Dự kiến thì Galaxy J2 Pro năm 2018 sẽ được ra mắt vào ngày tháng 1 năm sau, với mức giá được cho là chỉ loanh quanh trong khoảng là 150 USD, tức là hơn 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Nó sẽ khó có thể so sánh với những chiếc Redmi 5 cùng tầm giá và thời gian bán ra tương đồng, nhưng có lợi thế về màn hình là 18.9. Nhưng bù lại thì với sức mạnh từ độ lớn của thương hiệu cùng với mức giá rẻ đi kèm với các tính năng cơ bản được làm tròn vai sẽ là những đòn bẩy để giúp cho nó trở thành một mẫu điện thoại hút khách trong thời gian tới. Các bạn nghĩ sao về chiếc J2 Pro này thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thú vị hơn.